Ah, ti sai. Xin kính mời quý vị các bạn trở lại với sân Tavo để đón xem buổi tường thuật trực tiếp trận chung kết của giải bóng bàn đá U17 DFF mở rộng lần thứ nhất năm 2020. Trận đấu giữa các thủ FC U17 Khẩu Xén và các thủ FC U17 Cổ Mắc Khén. Đây chính là trận tái đấu của vòng bảng. Như sau trong khu gỗ là thủ môn Đức Trường mang số 20, số 1 Tùng Gậy, số 4 Nguyễn Nam biệt danh Nam Percy, số 7 Trịnh Ngọc Cường mang băng đội trưởng biệt danh Cường Rô, số 2 Sùng Văn Trường biệt danh Trường Văn An, số 7 Thái Bảo và chàng trai số 30 Văn Tâm biệt danh Tâm Kaka. Hai đội bóng là hai đội bóng mà đã có những pha đánh đầu hoàn thành đầu tiên của Cường Rô. Kiến cháy. Một ngày hôm nào đó thì các em sẽ tiếp tục nhận những là lòng cốt cho các lứa lớn còn đã giải nick A, nick B của bóng đá tỉnh nhà. Đã có pha thi đấu trái luật của một cầu thủ bên phía Mắc Khén và cơ hội để cho các bạn Khẩu Xén có thể tận dụng mở tỷ số. Chúng ta cho xem đá phạt nhanh cơ hội. Quá đáng tiếc, vâng, chàng trai Kiên Cháy. Quá đáng tiếc các bạn ạ, đó là pha tổ chức đá phạt thông minh. Không cần đợi rào và sút ngay. Độc Messi, các bạn hãy dự đoán đi, tôi sẽ nhận đến phút 35 hiệp 2 xem các bạn có tố chất để tham gia cuộc thi ai là chịu cuộc thi ai chọn ra đúng không. Cơ hội Ngô Danh, pha sút với Ngô Danh rồi và pha bóng quyết đoán của Tùng Gầy sẽ pha đá phạt góc dành cho các thủ FC Khẩu Xén. Ngày hôm nay thì em được trả lại vị trí sở trường. Xin chào cháu Hoàng Anh, bạn Lương Thái nói chung kết kìa anh ơi. Chính xác rồi, chung kết à, vâng, chung kết kìa anh ơi. Và không biết chắc các bạn gọi bạn nào. Cơ hội một pha duỗi mù nhanh chóng của Độc Messi nhưng quả bóng đã đi rất cao xuống khung thành của thủ môn Đức Trường rồi. Xin chào bạn là Mạnh Duyến, và Mạnh Duyến là huấn luyện viên trưởng của Mắc Khén. Có lẽ là ngày chung giờ với trận chung kết U17 DFF sẽ là trận chung kết của giải Nam của các xã. Cơ hội vào không? Vào không? Không vào, quá đáng tiếc. Lại là Văn Doan, vâng. Có thể nói thủ môn Đức Trường đã như một hòn đá tảng cản phá. Trong điều kiện hết sức lý tưởng thì Văn Doan lại bỏ lỡ rồi. Pha bỏ lỡ thứ hai của Văn Doan rồi. Chàng trai nhỏ bé lúc này thì chọn vị trí rất tốt rồi nhưng xử lý chưa được tốt. Có thể nói là một chút nữa thôi thì đã giải B219. Thì các bạn đang cổ vũ cho Khẩu Xén. Quá đáng tiếc của quả bóng đã vấp vào Văn Doan. Độc Messi cần phải chơi đồng đội hơn. Chàng trai này hơi ham bóng. Chia bài đi, vâng, chia bài thôi. Cơ hội. Quá đáng tiếc. Sút. Một chút nữa thôi thì lưới của Đức Trường đã rung lên rồi. Có thể nói là pha băng cắt và dứt điểm nhanh của Lộc Messi. Chỉ tiếc rằng quả bóng đã đi chạy cột trong khoảng tầm 50 phân thôi. Vâng, pha chuyền bóng nối của Tùng Gầy. Xin Minh Quang đã đánh chặn tốt trong tình huống rồi. Sút. Pha bóng rất mạnh Xin Minh Quang. Tâm Kaka. Lộc Messi. Chuyền bóng đi. Sút. Khá nguy hiểm. Bóng vô tình đã chạm chân một cầu thủ Mắc Khén đổi hướng và thủ môn Đức Trường đã phải rất tập trung mới có thể cản phá tình huống rồi. Độc Messi đã chơi hơi cá nhân các bạn ạ. Chàng trai này cần phải, quan trọng là phải tận dụng được, biến những cơ hội đó thành bàn thắng, nếu không rất dễ dính đến đòn hồi và thương như quy luật khắc nghiệt trong đá một bạn đã bảo rồi. Sút. Và sút bóng rất mạnh của Ngô Văn Danh. Tuy nhiên bóng đã đi không chính xác. Tâm Kaka. Lúc này thì Khẩu Xén là đội bóng có thế trận tốt. Thái Bảo, Thái Bảo nó lùi về rất sâu. Chuyền bóng nối, cơ hội. Có vào không? Ra thân đi. Một chút nữa thôi thì vào rồi. Đức Trường đã thi đấu tốt trong tình huống rồi. Một bộ cây của màu áo Liên Xuân đã từng giúp em cắt bay, cơ hội. Tận dụng không? Vào không? Vào rồi, tuyệt vời. Như vậy là Lộc Messi đã ghi bàn thắng vào điểm. Như đúng như tôi đã bảo rồi, chỉ 1-2 phút nữa thôi là ghi bàn. Và ngay lập tức thì em đã tỏa sáng rồi. Lộc Messi như vậy, Lộc Messi đã có 6 bàn rồi, chỉ kém Cường Rô một bàn thôi. Có lẽ người vui nhất chính là huấn luyện viên Dương CR. Khi tôi đang nói, huấn luyện viên Dương CR đã từng cùng với Neil Sun nâng cao chiếc cúp Buffalo Virgin mùa giải 2019, tranh cúp League B. Tâm Kaka, cơ hội để Tùng Gầy ra sân. Sút. Pha sút bóng không chuẩn xác rồi. Bản lĩnh của một nhà vô địch FC Mắc Khén chắc chắn sẽ không chấp nhận một kết quả như này. Đang rất ngầm nghĩa rồi. Treo bóng vào. Khá nguy hiểm. Có thể nói một pha sút biên khá nguy hiểm. Đức Trường có một ngày làm việc vất vả rồi. Và tôi đã nhìn thấy em nhăn mặt rồi. Lúc này thì không biết thực thái nhưng tôi đoán như vậy. Tùng Gầy.
Lúc này Tâm Ca Cang di chuyển rồi. Chuyền bóng. Cơ hội. Văn Doan đã bị nỗi rồi. Vào không? Trọng tài cắt coi là bóng chạm tay. Vâng. Có thể nói là Văn Doan đã thi đấu lỗi từ nhiều rồi. Em đã không kèm vị trí và một chút nữa thôi thì Tâm Kaka đã kiến tạo để Cường Đô ghi bàn. Ngô Văn Sơn kiến cháy. Trở lại trận đấu thì sẽ pha là phạt có dao dành cho các bạn Khẩu Xén. Tiếp bóng như này tiếp tục được ngôi sao sáng giá nhất của Khẩu Xén, Nock Messi. Chuyền vào chân coi. Không vào. Tiếp tục được pha đá phạt góc các bạn ạ. Kiến cháy lần thứ hai được Nock Messi kiến tạo, lần này em sút chuẩn rồi. Nhưng đáng tiếc là thủ môn Đức Trường đã thi đấu tốt. Vâng, rất nhiều các bạn khán giả đang xem ở khán đài à, tuyệt vời. Chi và em đã được cho ra nghỉ, Duy Tưởng sân. Ngày hôm qua thì Duy Tưởng cũng được vào sân ở băng ghế dự bị. Cường Đô đi bóng rất đẹp, cơ hội. Rất đáng tiếc pha chuyền bóng về cột 2 nhưng Trần Viết Duy đã rướn hết chân không là khống chế được. Bạn Lý Đức Cường nói anh hỏi xem anh Hoàng cắt tóc ở đâu thế. Vâng. Quá đáng tiếc, vâng, một chút nữa thôi thì Văn Doan. Theo cảm nhận tôi thì lần thứ 3 Văn Doan có cơ hội đối mặt với Đức Trường nhưng em đều bỏ lỡ. Tấm ca ca, động tác giả rất hay rồi. Động tác cả không khác gì tấp một bánh của non núng vậy. Tao sẽ xem. Vâng, thủ môn Mà Quang Tùng đang khuất bóng và đang vẩy bóng ngoài. Vâng, pha vẩy bóng ngoài không chính xác rồi. Xin chào bạn Đoàn Tú kêu thủ FC Thanh Hoàng. 2 phút cho những nỗ lực của Messi Bức Khén. Treo bóng vào. Có vào không? Quá nguy hiểm, vâng. Như vậy là không vào. Bóng đã ra thẳng lưới không vào. Có thể nói là pha bắt côn phải nói là rất nguy hiểm. Cơ hội Tùng Gầy vào không? Không vào, vâng. Một chút nữa thôi Tùng Gầy đã ghi bàn thắng. Như vậy là hiệp 2 này ban lãnh đạo của các bạn FC Bức Khén đã quyết định đẩy Tùng Gầy lên cao. Đá như một tiền đạo. Lộc Messi chuyền bóng tốt. Kiến cháy. Kiến cháy không chủ động rồi. Duy Tưởng đập nhá, cơ hội. Rất đáng tiếc bằng Duy Tưởng đã xuất bóng với rồi. Huấn luyện viên Dương Sê Đò đang yêu cầu tập trung vào. Xuất Bắc chuyền bóng, chuyền bóng hơi luôn à. Cơ hội xuất. Có thể nói là một pha xuất bóng tuyệt vời của trưởng Ba Lan. Tuy nhiên là Mao Công Tùng đã quá xuất sắc. Em đã đẩy bóng trên một quả đá phạt góc. Có nói là một pha xuất bóng rất hay trưởng Ba Lan. Trưởng Ba Lan nâng cầu đang cắt mặt sút tiếp. Đó là giải bóng rất hay nhưng rất tiếc là không có live stream trận đấu. Giải bóng đá huyện Điện Biên thì hội tụ rất nhiều hoạt động. Cơ hội vào không? Không vào. Có thể nói là Cường Đô đã không thể thoải mái là ra chân. Cường Đô vẫn là Cường Đô đi bóng rất hay. Khá nguy hiểm. Vâng, chút nữa thôi thì Tùng Gầy, chút nữa thôi thì Tùng Gầy đã đánh đầu toang lưới thủ môn Mà Quang Tùng. Chắc chắn là huấn luyện viên Dương CR cần phải điều chỉnh. Vâng. Vâng, chắc chắn huấn luyện viên Dương CR sẽ phải điều khiển. Có lẽ là Nô Văn Văn sẽ vào sân rồi. Cần phải có chất tiếp để có thể chống chọi lại vực Bức Khén đang thi đấu khá tốt. Kiến cháy rất hay rồi. Đập nhà tốt. Rất hay. Rất tiếc quả bóng Nô Văn Văn. Kiến cháy sút. Sút hơi với rồi. Sút như vậy thì Đức Trường sẽ không khó khăn đâu. Huấn luyện viên Dương CR đang nở cười rất tươi các bạn ạ. Kiến cháy cần phải thi đấu dứt khoát. Quá nguy hiểm rồi. Cơ hội. Tí nữa thôi thì kiến cháy. Vâng, tí nữa thôi thì kiến cháy đã là mắc sai lầm rồi. Thôi thống kê nhanh này, em đã lần thứ 2 thi đấu nó bập. Không hiểu tại sao trung vệ Thòng này thi đấu như vậy. Cái thể nói là Mao Công Tùng quá xuất sắc. Vâng, một pha xuất phá tốt. Nó vân vân à, ăn mừng. Ăn mừng bởi những chén rượu, bởi những món như pa bình hộp hay thịt nướng. Khá nguy hiểm. Chút nữa thôi thì Cường Đô đã gỡ hòa rồi. Cường Đô đang bị đau rồi. Vâng, trọng tài xác định Mao Công Tùng sẽ nằm bóng lên. Vâng, Cường Đô đang đau rồi. Rất may lại đứng lại thi đấu rồi. Chờ ông vào. Đánh đầu. Pha dở của Cô Sơn. Cơ hội. Cơ hội nào đây? Xin Văn Hảo quạt bóng hay không? Quạt bóng rồi. Như vậy là Đức Trường cũng gọi trái bóng rồi. Tâm ca ca bên trên thì Trường Ba Lan đang rất sẵn sàng nhận bóng. Tâm ca ca Cường Đô, cơ hội nào đây? Tùng Gầy sút. Không vào. Không vào các bạn ơi. Tùng Gầy đã vút mặt tiếc nuối rồi. Còn một cầu thủ phòng ngự. Tâm ca ca treo bóng vào. Đánh đầu. Phá đánh đầu giải nguy rồi. Trận đấu chỉ trôi đến những phút bù giờ rồi. Phút thứ 53 rồi. Chắc chắn sẽ phải có ít nhất 4 phút bù giờ. Tùng Gầy. Tâm ca ca lắc bóng rồi. Sút không. Không vào, vẫn không vào các bạn ơi.
Tiếp tục pha đá phạt góc. Vâng, các bạn ở ngoài bảo vào đi, nhưng mà quả bóng lại không vào các bạn ạ. Pha để đá penalty hay không? Đức Trường. Phá bóng nói rồi. Vào không? Không vào. Rất tiếc Xuyên Văn Hảo. Tông gây. Lôi Văn Văn cần phải thể hiện tố chất. Cường Đô. Cơ hội cho Cường Đô. Xuất. Không vào. Không vào. Vâng, không vào. Như vậy là Mao Quang Tùng. Mao Quang Tùng đã quá xuất sắc rồi. Phải nói là thủ môn Mao Quang Tùng mới là thủ môn bắt hay các bạn ơi. Vâng, như vậy là cúp đã về vòng này rồi các bạn ơi. Cúp đã về vòng này rồi. Xin chúc mừng bà con nhân dân thị xã hôm nay đã đưa cúp về vòng này rồi. Các em, các cháu của mình đã đưa cúp về vòng này và chia buồn cho bác Khén. Bác Khén đã gục ngã trước một đội bóng bản lĩnh hơn, một đội bóng thi đấu tốt hơn. Có thể nói là các bạn cầu xén lên ngôi vô địch là hoàn toàn xứng đáng và quá tuyệt vời.